Chào tất cả mọi người. Chào anh em đam mê. Chào các cần thủ nha. Hôm nay mình ra suối đây. Hôm nay mình ra đây đánh hai cần năng C và ba cần run mọi người ạ. Mình đang nghiên cứu cái đánh đoạn dưới kia hay đoạn trên này. Thì đó có cá động. Hy vọng của cá. Có cá đang ăn lá luồng dưới kia sao mọi người ạ? Nước hôm nay có vẻ cũng hơi chảy chảy. Đang còn to sau lụt. Bây giờ mình cứ ngồi đây đã mọi người nhá. Mình sẽ thả hai cần năng C điểm này. Thả xuống này và cần bên đây mình đánh mồi run bên này thôi. Đánh thử xem còn cá sót không. Vì hôm nay người ta quay kích nhiều quá. Mình đánh ngay chỗ này nó khá sâu đấy, chừng 3 mét. Hy vọng còn anh em nhé, bắt được con trôi hoặc con chém nào thôi vui. Không thì mình câu run bắt chạch và bắt cá bọc kìa. Bây giờ chuẩn bị công tác buồng cần đã. Buồng cần xong cái tính coi nó có ăn không nhé. Mời anh em cùng cấu mình nhé. Chuẩn bị hạ cần anh em ạ, xem thế nào. Hôm nay mình còn lấy mồi đang siêu mấy hôm trước báo mình đánh còn sót lại một đấy. Còn bấy nhiêu thôi. Đánh được 2-3 cần như thế thôi. Đây là mồi giun. Lần C mình đánh với hai cần hai khúc cứng này mọi người nha. Nó hiệu quả hơn là đánh với cần mềm. Ba cần này thì mình chuyên để câu giun này, câu chạch này mọi người này. Như vậy là mình buông xong 5 cây cần mọi người, 3 cây cần mình câu giun và 2 cây cần đánh năng C phía trên. Vì hôm nay mình còn ít rất ít bột năng C. Mình đánh 2 cần ở góc đấy thôi, nước nó cũng đang còn hơi to hơi chảy, mình đánh trong cuộn này. Mình phát hiện là có tầm cá đến anh em. Có tầm cá đến chỗ năng C mà không biết nó có cắn câu không. Có rất nhiều tầm đến rồi. Bây giờ yên lặng chờ đợi xem anh em nhé. Cần giun bên này thì cứ kệ nó thôi. Con bậc kìa mắc từ lúc nào anh em. Cá to. Không kéo nổi cái cục chì của mình.
Nãy giờ hai cần lăng xê cũng không cắn mọi người ạ. Ba cần tay thì mới lên được con bò kia và sổ một con trôi. Ba cần câu run đấy, còn cái kia thì vẫn chưa thấy ý ấy gì. Hôm nãy mình thấy có tăm nó vào, nó dập dìu dây, sao nó lại không dính. Chờ một chút nữa mình thay một lượt mồi nữa xem thế nào. Dạ. Chú Phi anh em ạ. Mắt nó không thèm lôi luôn. Thế thì sầu thế nhỉ, có rồ. Các em ạ, không sụi rồi. Giời ơi, chép vậy. Chép đó. Cái làng xê nhé. Cái nhỏ nó lôi được gì thôi. Chép đỏ này anh em này, mình nghe chuông nó kêu, nghe chỉ kêu bé thì chép bé đấy, lại có tăm vào ấy mà không có chép. Chê. Chê đây nha. Câu khá sâu. Cái này có chê đấy chứ. Ăn dập dìu quá. À, được em chê lại này nha. Chỉ là anh em ạ, không quá to. Lăng xê mình mới lên được con chép vàng mọi người ạ. Còn ba cần thì được con rô và con cá chê, con cá bò. Cũng có hàng nhà đánh. Chờ đợi mình kiên tâm nó vào nhiều lắm mà nó không cắn. Hôm nay mình chạy con trôi đó. Hy vọng nó lại đoan làng xê nhé. Cần làng xê của mình nó đang kéo mạnh nhé, nó gặp dìu. Sao nó vẫn chưa đóng cá? Mình sợ nó còn vỡ mất mồi. Trật tự xem nó có cá nào nhé nha. Díu díu mấy cái cần ngoài này. Chuông chưa kêu. Cá chấm anh em ạ. Không có cá chấm to. Lại cá chấm bằng đỡ bằng là nhiều. Đây. Chấm à. Ăn xì.
Đây, cá nó ăn nó lôi vào cây. Du khá to, được suối rồi anh em, nó lôi vào cây đéo núc này. Mắc từ lúc nào cái lôi đung đưa mình không hiểu, tập dìu hôm nay câu giun ở đây không có trạch nhỉ, lên được con trê, hai con rô phi, con hai con bò, còn cái kia của mình thì con chép, con trôi nhỏ và một con cá chấm cũng bình thường cả thôi. Nói chung hôm nay là có hàng anh em ạ, rất vui là vậy. Lúc nãy cá nó vào thăm rất nhiều, thành ra con cá trôi con nó mắc nó không, nó đi mất. Bây giờ mình thả lại, chưa thấy thăm vào anh em ạ, phải chờ đợi một xíu nữa xem thế nào. Còn giun thì hôm nay cũng được có vậy thôi. Máy này hết điện mình lấy chuyện sang cái máy nhỏ quay, nằm máy này đã nhá. Hàng mình hôm nay mọi người nhá, được mọi thứ mỗi chút, chê có, rồ có, chấm có, chép có, trôi có đấy, nhưng mà không to anh em cũng đủ. Cá này kể có ào thả bớt vào thì hay, tí về mình coi ai có mình cho mấy con bé đi thả vào. Thôi anh em nhớ xem đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá, mình có thêm chút động lực đi làm những clip mới hơn. Chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé.